chương trình 24 giờ chuyển động. Mạnh Tiến và Phương Thảo mến chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý thính giả, một tiệm vàng có được 10.000 tỷ đồng giao dịch là câu chuyện đang nóng trên các mặt báo ngày hôm nay. Chỉ nghe nói vậy thôi cũng khiến nhiều người tặc lưỡi vì số tiền quá khủng và cũng thật là mừng cho cá nhân hay tổ chức doanh nghiệp nào ăn nên làm ra như vậy. Thế nhưng điều đáng buồn và cũng đáng lên án thay. 10.000 tỷ đồng giao dịch ấy lại là số tiền phi pháp, mà cụ thể đó là số tiền trốn thuế. Câu chuyện đang thu hút sự chú ý của dư luận này sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập và bình luận trong chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay. Nhưng trước hết thì như thường lệ, mời quý vị thính giả cùng đến với phần điểm những thông tin đáng chú ý sau đây. Nghệ An phát hiện 30.000 que test nhanh Covid-19 không rõ nguồn gốc Nóng trên mặt báo, tiệm vàng trốn thuế hơn 10.000 tỷ đồng, tiền chìm, tiền nổi khi ép 0 sống một mình. Kỳ thú cuộc thi sắc đẹp dành cho gà cưng. Và bây giờ là nội dung chi tiết mời quý vị thính giả cùng lắng nghe. Thưa quý vị, chiều ngày 6 tháng 3, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện một vụ vận chuyển 30.000 que test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc đây là đường dây liên tỉnh chuyên nhập lậu que test nhanh COVID-19 với số lượng lớn rồi tiêu thụ ở Nghệ An và các tỉnh thành khác, với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng thường ngụy trang que test nhanh COVID-19 vào các thùng hàng, bọc kính, bên ngoài có ghi hoa quả nhập khẩu và thuê xe chuyển phát nhanh để vận chuyển tối 3 tháng 3, tại khu vực đường Tránh Vinh, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra xe ô tô chuyển phát nhanh và phát hiện trên xe ô tô có chở 20 thùng cát tông, bên trong có chứa 30.000 que test nhanh kháng nguyên COVID-19 do nước ngoài sản xuất, với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô hàng trên. Cũng trong ngày 6 tháng 3, tại km 160, quốc lộ 3, thuộc tổ Giao Lâm, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Cạn, Tổ tuần tra kiểm soát phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Cạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tiếp tục phát hiện và tạm giữ số lượng lớn kit test nhanh COVID-19 không có hóa đơn, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm dừng và kiểm tra đối với xe ô tô mang biển kiểm soát 11C05886 do Nguyễn Tùng Dương, sinh năm 1988, ngụ tỉnh Cao Bằng điều khiển theo hướng Cao Bằng, Hà Nội, tổ công tác đã phát hiện trên xe có chở 8 thùng hàng hóa. Qua kiểm tra toàn bộ là kit test nhanh COVID-19 với số lượng gồm 3.800 ký test. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp lô hàng nói trên. Hiện toàn bộ số ký test trên đã được bàn giao cho đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Cạn xử lý theo thẩm quyền. Ngày 6 tháng 3, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 4 cho biết, đơn vị này vừa phát hiện bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên khu vực biển Tây Nam, cách Nam Hoàng Khoai, Cà Mau, 100 hải lý. Cụ thể, vào lúc 20 giờ ngày 4 tháng 3, Tổ công tác Hải đoàn 42 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện tàu cá mang số hiệu VL93903TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 3 thuyền viên do ông Trương Văn Bười, sinh năm 1977, ngụ tỉnh Kiên Giang, làm thuyền trưởng. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm. Đồng thời, tổ chức lực lượng dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421 tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Chuyên mục nóng trên mặt báo Thưa quý thính giả, tiếp tục câu chuyện mà chúng tôi đề cập ở đầu chương trình. Hơn 10.000 tỷ đồng giao dịch hồng trốn thuế của một tiệm vàng là câu chuyện đang nóng trên các mặt báo ngày hôm nay. Và đơn vị bị điều tra dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế đối với số vàng giao dịch giá trị cả chục ngàn tỷ đồng nói trên là doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên ở thành phố Long Xuyên do Nguyễn Thanh Bình làm đại diện theo pháp luật. Vụ án trốn thuế này vốn có liên quan đến vụ buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang mà báo chí đã đăng tải trước đó. Ngày 10 tháng 1 năm 2022, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, thời điểm đó là Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và đô la. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm 3 kg vàng 4 số 9 nhập lậu từ Campuchia gần 190.000 đô la Mỹ và 700 triệu đồng. Công an đã khám xét tiệm vàng Phước Quang, thành phố Long Xuyên cùng hai địa điểm khác có liên quan đến Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường, qua đó thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu đô la Mỹ, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ điện thoại di động có liên quan. Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và như vậy các con số có thể còn tăng. Và nhắc đến vụ án này thì không thể không nói đến đại tá Đinh Văn Nơi, trong 20 tháng đảm nhiệm cương vị giám đốc công an tỉnh An Giang được ví như khắc tinh của các loại tội phạm ở đây. Vâng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá nơi, lực lượng công an tỉnh An Giang đã triệt phá hàng loạt đường dây tội phạm, bắt giữ nhiều tay giang hồ cộm cán, khét tiếng tại địa phương. Nhiều người vẫn còn nhớ lúc mới nhận nhiệm vụ, đại tá Đinh Văn Nơi khẳng định đành thép trước báo giới rằng tất cả các loại tội phạm đều phải bị xử lý như nhau. Cá nhân tôi không ở địa phương này, không có người thân quen và không có sân trước, sân sau hay lợi ích kinh tế gì ở đây, nên trong công tác xử lý tội phạm sẽ luôn triệt để và công tâm. Sau khi triệt phá một đường dây lô đề hơn 2.000 tỷ đồng, Đại tá Nơi cũng tuyên bố, trong vụ việc này, chúng tôi sẽ điều tra đến nơi đến chốn. Cán bộ, đảng viên có liên quan sẽ bị xử lý theo quy định, không có ngoại lệ. Nếu vi phạm về mặt hình sự thì sẽ tiến hành khởi tố hình sự nếu vi phạm về đảng thì sẽ xử lý về mặt đảng. Từ những vụ phá án thành công của đại tá nơi, người dân cũng đặt câu hỏi về những trường hợp khác ở những địa phương khác. Liệu số lượng giao dịch trốn thuế, số lợi ích thu được của các nhóm tội phạm và một bộ phận cán bộ tham nhũng, tha hóa, biến chất, bảo kê cho tội phạm chưa được phát hiện sẽ như thế nào? Có bao nhiêu tiền chìm, tiền đổi trong khối tài sản của các đại gia và một bộ phận cán bộ chức sắc? đặc biệt là ở thời điểm này khi giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu leo thang, có sự chênh lệch giữa các quốc gia trong cùng một khu vực, thì hoạt động buôn lậu xuyên biên giới sẽ lại càng nóng hơn. Vừa mới đây thôi, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã triệt phá đường dây buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng, trị giá gần 2.900 tỷ đồng, cũng là những con số gây choáng váng. Bên cạnh đó là những chiêu trò như giao dịch chui, chỉnh sửa số liệu tài chính để kê khai lỗ thành lập công ty ma mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, các hoạt động giao dịch liên kết nhằm tránh thuế, trốn thuế cũng trở nên phổ biến. Theo cơ quan thuế, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra kiểm tra trong năm 2021 lên tới 45.332 tỷ đồng, trong đó không loại trừ cả những doanh nghiệp lớn có tiếng tâm, thậm chí là doanh nghiệp niêm yết. Vâng và thưa quý thính giả, khi mà kinh tế đất nước đang phải đối mặt với vô vàng khó khăn sau đại dịch, khi người dân và các doanh nghiệp chân chính cần sự hỗ trợ nhiều hơn của nhà nước, thì việc triệt phá những đường dây làm ăn phi pháp, đánh trúng vào những ổ nhóm tham nhũng, chẳng những chống thất thoát cho ngân sách mà còn làm trong sạch môi trường sống, môi trường kinh doanh và củng cố niềm tin của người dân. Vâng, xin được nhắc lại một điều rằng, tiền thuế là để phục vụ đất nước, nhân dân, để đảm bảo công bằng xã hội, chứ không thể để một số nhóm lợi ích ăn chia, thầm thục chuyên mục Đông Tây chuyển động. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý thính giả, liên quan đến đề xuất F0, F1 có thể làm việc, Bộ Y tế vừa xin ý kiến Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, Bộ Y tế đề xuất người nhiễm sắc cov 2 không có triệu chứng đang trong thời gian cách ly, tự nguyện tham gia làm việc, có thể làm việc trực tuyến không tiếp xúc với người xung quanh hoặc được phép tham gia hỗ trợ chăm sóc theo dõi điều trị người mắc covid-19 trong gia đình cơ sở lưu trú hoặc tại các cơ sở điều trị bệnh covid-19 phù hợp với nhiệm vụ được giao và thực hiện thông điệp 5K f1 đã tiêm đủ ít nhất hai liều vaccine covid-19 chỉ cần theo dõi sức khỏe 10 ngày có thể làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp để tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, Bộ Y tế đề xuất giảm thời gian cách ly y tế nhưng tăng cường khuyến cáo thực hiện biện pháp 5K để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Thưa quý vị thính giả, trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 ngày càng tăng nhanh, F0 có muôn hình muôn vẻ cách thích ứng khi cách ly tại nhà. Câu chuyện chúng tôi gửi tới quý vị thính giả ngay sau đây là về những F0 sống một mình. Vâng, những F0 sống một mình có lẽ sẽ vất vả hơn vì không có người chăm sóc trực tiếp, nhưng họ vẫn nỗ lực thực hiện những hướng dẫn để vượt qua dịch bệnh. Và điều đặc biệt là những hình ảnh chúng tôi có được là do chính những F0 cung cấp. Bà Thịnh năm nay đã 80 tuổi, sống một mình. Khi biết mình mắc Covid-19, bà thông báo cho người quen để hàng ngày tiếp tế thực phẩm, thuốc thang. Hàng xóm xung quanh cũng đều là F0, vì vậy bà Thịnh tự phục vụ bản thân. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thịnh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, nói. Đầu tiên mà nó có cái triệu chứng ấy, thì tôi bị sốt này, ho này, rát họng này, đau người này, xong rồi là, là người chóng váng này. Đấy, thế là con cháu thì nó ở xa chẳng trông mong được ai cả, chỉ có con bé hàng xóm thì nó cũng bị, thế là hai, hai bà con giúp đỡ nhau. Còn với những người trẻ thì có vẻ mọi việc dễ dàng hơn khi họ biết sử dụng công nghệ để đặt hàng và truy cập thông tin. Anh Hoàng Tùng, thành phố Hà Nội, nói. Khi là em không và sống một mình, tôi cảm thấy có một chút gì đó lo lắng. Không biết mình sinh hoạt thế nào và sẽ đi chợ ra sao. Nhưng với sự trợ giúp nhiệt tình của tổ dân phố về mọi mặt, thì những lo lắng ban đầu đã không còn. Khi mắc Covid-19, tùy theo thể trạng mà mỗi người có những biểu hiện bệnh ở mức độ khác nhau. Thế nhưng khi sống một mình, các bác sĩ cũng lưu ý F0 cần có những số điện thoại nhất định để liên hệ khi cần bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Nếu mình là một cái người F0 mà một mình ở nhà thì chắc chắn là mình phải có một số điện thoại để mình liên lạc với cái người thân hoặc là cái ngành y tế và mình phải có một kế hoạch nấu nướng như thế nào, ăn uống làm sao, nạp năng lượng làm sao và khi cần thì gọi cho ai là phải hết sức bình tĩnh và cảm nhận nó như là một cái bình cảm, và cố gắng lắng nghe cơ thể mình. Khác với vài tháng trước, đến thời điểm hiện tại, tâm lý của các F0 và cộng đồng đã thay đổi theo hướng tích cực hơn. Chính vì vậy, F0 sống một mình cần nhất là giữ tinh thần tích cực, lạc quan trong quá trình tự điều trị bệnh. Thưa quý thính giả, có lẽ không một người cha, người mẹ nào muốn phải đèo bồng con nhỏ trong rủi ngược xuôi trên đường để đi làm cùng cha mẹ. Thế nhưng, đôi khi họ không còn sự lựa chọn nào khác bởi gánh nặng mưu sinh chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt với những người lao động nghèo, những người bán hàng rong hay là shipper. Vâng và khi dịch bệnh hoành hành thì gánh lo càng trở nặng trên đôi vai họ. Câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ sau đây là một hoàn cảnh như vậy. Trên mạng xã hội, một cô gái trẻ có tên VM, tên viết tắt, đến từ Nghệ An đã kể câu chuyện mình chứng kiến bằng một đoạn video trên trang cá nhân hôm qua mình đang ở nhà thì có một chị shipper gọi điện giao hàng chị nhờ mình chạy ra đường nhận hàng giúp chứ không vào được vì bé nhà em nó ngủ mất rồi mình nghe thế vội chạy ra thì thấy cảnh tượng chị giao hàng ngồi trên xe phía sau là thùng hàng lớn còn phía trước em bé con của chị đang ngồi quay mặt vào người mẹ gục xuống ngủ say sưa theo VM khi cô hỏi chuyện thì được biết vì ông bà nội ngoại và bố của bé đều đang là F0 nên chỉ có một mình mẹ vừa đi làm shipper vừa chăm con nhỏ dịch bệnh nên bé vẫn chưa thể trở lại trường học. Không còn cách nào khác, người mẹ trẻ buộc phải chở con theo cùng đi giao hàng mặc dù em bé chỉ mới 2 tuổi và tiết trời lúc này vẫn còn khá lạnh. Nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến khoảnh khắc này và còn ngỏ lời giúp đỡ mẹ con chị shipper. Dù vẫn phải ngày đêm chật vật bươn chải cuộc sống, kiếm tiền nuôi con, bà mẹ trẻ cho hay là mình cảm thấy vui và hạnh phúc vì được mọi người quan tâm, sẻ chia và dẫu cuộc sống không hoàn hảo, nhưng người mẹ vẫn yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất. Tạm gác lại những khoảnh khắc xúc động vừa rồi, mời quý vị thính giả cùng đến với một câu chuyện khá hài hước. Thưa quý vị thính giả, giá xăng tăng liên tục những ngày qua trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng và những hình ảnh trong đoạn clip vớt phát từng giọt xăng được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người cười ra nước mắt. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi đổ xăng cho ô tô. Người này dùng tay lắc mạnh từ ống dẫn đến vòi bơm xăng để không bỏ phí giọt xăng nào. Đoạn clip được chia sẻ với dòng trạng thái, vớt phát được giọt nào, quý giọt ấy các cụ ạ, à. Đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác chia sẻ từ cư dân mạng. Giữa thời buổi xăng liên tiếp tăng giá kỷ lục, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với người đàn ông trong clip bằng những bình luận hài hước. Clip 22 nhưng cũng đúng, giá xăng đang cao quá mà, xăng dầu đang lên giá phải làm vậy mới được. Kinh tế khó khăn, giá xăng tăng lên nhiều, cái gì cũng phải tiết kiệm. Bên cạnh đó, trên nhiều hội nhóm, nhiều người cũng bàn tán chuyện hậu tăng giá xăng. Theo đó thì nhiều giải pháp được đưa ra, trong đó có nhiều người đề xuất mua xe đạp thay vì đi xe máy. Tuy nhiên điều này có vẻ không khả thi vì không phải ai cũng đi làm ở công ty gần nhà. Các xe tải xe khách, xe đi đường dài còn khiến các bác tài đau ví hơn. Tuy nhiên vì công việc, nhiều người đành cắn răng chịu đựng khi giá xăng tăng. Chuyên mục Đông Tây Chuyển Động Tiếp theo chương trình là phần tin thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, bức hình được chụp lại cảnh một lớp học tại Thung lũng Rip ở Kenya, ngồi giữa những đứa trẻ nhỏ hơn bà đến 80 tuổi, cụ bà 98 tuổi đang chăm chú nhìn lên bảng nghe thầy cô giảng bài. Chia sẻ với truyền thông quốc tế, cụ bà cho biết mình muốn trở lại trường học để làm gương cho các cháu và cũng muốn theo đuổi một ngành nghề mới. Trong bộ đồng phục màu xám khoác bên ngoài lớp áo xanh, cụ bà Priscilla Cetini thổ lộ ước mơ của mình rằng cụ muốn trở thành bác sĩ vì tôi đã từng làm hộ sinh Cụ Zetini cho biết việc đi học của cụ nhận được nhiều sự ủng hộ từ con cháu. Hiện đang học lớp 6, cụ Setini cho biết bà thích tham gia các hoạt động ở trường với các cháu của mình, trong đó có giờ tập thể dục. Trong khi đó, thầy cô giáo bày tỏ sự hiện diện của cụ khiến lớp học trật tự hơn. Tại quốc gia Uganda, thuộc khu vực Đông Phi, những món ăn từ cào cào rất được ưa chuộng. Từ đó thì nhiều người có thêm thu nhập từ việc tìm bắt hay là mua bán loại côn trùng phổ biến trong tự nhiên này ở thủ đô Kampala, hầu như nơi nào cũng có người bán cao cào. Họ đựng chúng trong rổ hay bày trên giấy báo, rồi chế biến tại chỗ phục vụ khách đi đường. Đối với hầu hết người dân Uganda, cao cào tẩm bột chiên là một món ăn khoái khẩu. Nhiều thực khách khen rằng nó có hương vị tương tự món thịt gà rất ngon. Cao cào có nhiều ở vùng Osaka thuộc miền trung Uganda. Tại đây, cư dân có thể sống bằng nghề bắt loại côn trùng này để bán hàng ngày trước lúc hoàng hôn họ dùng những vật dụng đơn giản sẵn có để làm bẫy bắt cào cào đêm đến họ bật đèn để dẫn dụ loài côn trùng này bay vào những cái bẫy dang sẵn đến sáng sớm người ta thu cơm chúng để chuyển ra chợ bán thưa quý vị tại thủ đô của Libya những chú gà có bộ lông sặc sỡ đã có cơ hội được khoe vẻ đẹp của chúng khi cuộc thi hoa hậu dành cho những chú gà lần đầu tiên được tổ chức ở quốc gia này những con gà này đang tham gia cuộc thi sắc đẹp đầu tiên dành cho chúng ở Libya Mục đích của cuộc thi là tìm ra con gà đẹp nhất từ mỗi giống gà. Vẻ đẹp của chúng được đánh giá qua kích thước và hình dạng của chúng và độ bóng mượt của bộ lông. Ông Taher Belkacem, du khách cho biết, đây là lần đầu tiên ông tham dự một sự kiện như thế này và nhìn thấy những giống gà này. Trước đây tôi chỉ nghe nói đến những con gà bình thường, còn đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy nhiều giống gà khác nhau. Tôi rất ngạc nhiên vì chúng thật đẹp. Những con gà kiển này có giá dao động từ 50 đến 800 đô la Mỹ những con giành chiến thắng trong cuộc thi thậm chí còn có giá cao hơn. Liên tục chương trình, cà phê không đường, xen lẫn xin giấy xác nhận khỏi Covid-19. Đồng Nai khởi tố người phụ nữ cho vay nặng lãi hơn 2,3 tỷ đồng. Chuyện ngày mới, ấm lòng biệt đội, vá xe miễn phí. Chuyên mục cà phê không đường. Thưa quý vị thính giả, trong những ngày gần đây, nhiều trạm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là tại quận Liên Chiểu, đã trở nên quá tải do người dân tới lấy mẫu xét nghiệm nhanh, cũng như là xin giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 để làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Việc này đã gây sự ủng ứ, khiến cho các trạm y tế vốn đã quá tải, nay lại thêm nhiều áp lực. Phản ánh của cộng tác viên chương trình tại địa phương từ sáng sớm, rất nhiều người bệnh là F0 đã tập trung tại trạm y tế để lấy mẫu test nhanh sau 7 ngày cách ly điều trị tại nhà. Một số khác thì tới xin giấy xác nhận khỏi bệnh để làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau theo luật bảo hiểm xã hội hiện hành. Việc đông người tụ tập đã gây nên ủng ứ và khiến cho khu vực giải quyết thủ tục hành chính trở nên lộn xộn. Chị Huỳnh Thị Mỹ Duyên, công nhân khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, cho biết lấy kết quả để nộp về công ty để được hưởng chế độ bảo hiểm có nghĩa là họ ký phép cho mình trong quá trình mình điều trị đó. Anh Lê Xuân Văn, công nhân cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng nói: Cách ly tại nhà 7 đến 10 ngày, sau đó là lên đây nhận giấy hoặc là cách ly. Đương nhiên thì cái việc mà trong cái thủ tục mà nhận giấy này nó hơi lộ, lộ, lộn xộn vì do bà con thôi. Tức là mọi người đều dán giấy là xếp hàng nhưng mà cuối cùng bà con là ai cũng nôn nóng hết. Hiện thành phố Đà Nẵng có hơn 95% số ca mắc Covid-19 được cách ly điều trị tại nhà. Mỗi ngày, trạm y tế lưu động này phải thực hiện hơn 300 mẫu test nhanh cho các F0 và cấp giấy xác nhận khỏi bệnh sau thời gian điều trị tại nhà theo quy định. Theo ghi nhận, số lượng bệnh nhân quá tải tại nhiều trạm y tế trên địa bàn quận Liên Chiểu đã xảy ra tình trạng chen lấn, ùn ứ. Kỹ thuật viên Trương Công Vũ, trạm y tế phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết Đối với những người mà được cấp giấy mà hoàn thành điều trị tại nhà thì với quy định là ngày hôm nay là người ta xét nghiệm ra dương tính thì 7 ngày sau người ta sẽ lên là xét nghiệm lại. Nếu như cái kết quả âm tính thì sẽ được cấp giấy hoàn thành điều trị tại nhà trong vòng 7 ngày. độ áp lực thì bệnh nhân hiện tại thì rất là đông, nhân lực thì là ít nên sẽ ra tình trạng là quá tải quận Liên Chiểu là địa bàn tập trung rất đông công nhân nên hầu hết các trường hợp người mắc COVID-19 đều cần giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng các chế độ phúc lợi và bảo hiểm xã hội. Hiện các trạm y tế đã có thông báo cụ thể đến những trường hợp này. Tuy nhiên, nhiều người do nôn đóng xin giấy sớm nên đã tập trung đến trạm y tế để test nhanh và lấy kết quả trong ngày, khiến tuyến y tế cơ sở vốn đã quá tải, nay càng thêm áp lực. Bác sĩ Nguyễn Đình Minh Đạt, phụ trách trạm y tế lưu động số 1, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết. Cái trạm mình hiện tại là nó trên con số khoảng 6 700 rồi. Thì hiện tại là rất là quá tải. Cấp giấy thì hiện tại là mình phối hợp với những các bạn sinh viên tình nguyện ở bên phường, bên quận. Kèm theo một số sinh viên học đại học y dược ở dưới đường đại học y dược cử lên hỗ trợ. Chứ thật ra hiện tại nhân lực gần như là không còn để mà mà, mà, mà làm nữa nhằm thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh hiện nay, Đà Nẵng hướng đến giải pháp công nhận kết quả do người dân tự test nhanh COVID-19 tại nhà dưới sự giám sát từ xa của nhân viên y tế, đồng thời yêu cầu các địa phương bổ sung nhân lực cho trạm y tế để giải quyết giấy tờ liên quan cho người bệnh. Tiếp tục chương trình là những thông tin nóng mà chương trình đã cập nhật. Công an huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam một người phụ nữ chuyên hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi với số tiền lên đến hơn 2,3 tỷ đồng. Đó là Trần Thị Hà, 47 tuổi, ngụ huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai. Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, công an huyện Nhân Trạch phát hiện Hà có hành vi hoạt động tín dụng đen, cho nhiều người dân trên địa bàn vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Bước đầu, cơ quan công an xác định có 3 bị hại được Hà cho vay tổng số tiền hơn 1 tỷ với lãi suất từ 156% đến 238% một năm, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, còn nhiều cá nhân trên địa bàn vay của Hà số tiền trên 1,3 tỷ đồng với lãi suất từ 134% đến 331% mỗi năm. Qua đó, Hà thu lợi bất chính gần 170 triệu đồng. Chiều ngày 6 tháng 3, thông tin từ đồn biên phòng Phú Hội – Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng nhập cảnh trái phép có mang theo một khẩu súng quân dụng và 5 viên đạn cùng 2 kg hàng hóa nghi là ma túy đá. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 5 tháng 3, tại khu vực ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội, huyện An Phú, Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 số 5, Đồng Biên phòng Phú Hội, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, phát hiện một đối tượng đai vác theo túi hàng hóa đang di chuyển từ phía Campuchia về Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn nhập cảnh trái phép nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng đã bỏ chạy ngược lại về phía bên kia biên giới nhưng đã bị tổ công tác khống chế và bắt giữ cùng tăng vật. Qua kiểm tra nhanh đối tượng, tổ công tác phát hiện đối tượng mang theo một bao tải, bên trong có một khẩu súng quân dụng loại K-54 và 5 viên đạn cùng 4 túi ni lông bên trong chứa khoảng 2 kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Tại đồn biên phòng Phú Hội, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Liệt, sinh năm 1998, ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông. Hiện đồn biên phòng Phú Hội đã lập biên bản phạm tội quả tang, tiến hành giám định tang vật. Thông tin về giao thông, Thưa quý thính giả, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3, trên tuyến đường Phạm Hùng thuộc phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, một xe ô tô 7 chỗ đang lưu thông bất ngờ tông mạnh vào trụ điện bên đường, làm nhiều người dân tại khu vực trên hoảng hốt. Theo đó, vào khoảng thời gian trên, xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 68A-06572 lưu thông trên đường Phạm Hùng theo hướng từ rạch giá về rạch sỏi thì bất ngờ tông mạnh vào trụ điện bên đường khiến phần đầu xe vỡ nát. Sau khi tai nạn xảy ra, người điều khiển phương tiện loạn choạng bước xuống xe và rời khỏi hiện trường. Theo nhiều người dân tại hiện trường cho biết, trước đó chiếc ô tô di chuyển với tốc độ khá nhanh và suýt va chạm với các phương tiện khác trên đường. Khi đến khu vực trên thì ô tô mất lái tông mạnh vào trụ điện. Ngay thời điểm xảy ra tai nạn có 3 người dân đang di chuyển trên vỉa hè, rất may do xe va vào trụ điện nên đã không gây tai nạn về người. Điều đáng nói, khi người điều khiển phương tiện bước xuống xe nồng nặc mùi rượu bia. Tại hiện trường chiếc ô tô vỡ nát phần đầu, các túi khí trên xe đã bung nên người điều khiển phương tiện an toàn. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng và ngành điện lực nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý hệ thống điện. Chuyên mục chuyện ngày mới. Thưa quý vị thính giả, đều đặn mỗi ngày từ 19 giờ đến 24 giờ, đội SOS Buôn Ma thuộc với những thành viên trẻ lại tất bật với công việc sửa xe cho người dân mà chẳng cần thu phí. Công việc này đã được nhóm duy trì trong suốt 2 năm qua và đã giúp đỡ được rất nhiều người không may bị hỏng hóc xe lúc đêm khuya. Mỗi thành viên trong nhóm đều có công việc riêng, có người lái xe tải, lái taxi, chạy Grab, có người làm bên quảng cáo hay kể cả sinh viên đều nhiệt tình tham gia hỗ trợ sửa xe miễn phí cho người dân giữa lòng thành phố Buôn Ma Thuột. Chuyên mục chuyện ngày mới hôm nay mời quý thính giả cùng theo chân nhóm bạn trẻ xuyên đêm sửa xe, vá xe miễn phí. Alo, Alo đội SOS nghe ạ? À? <laughs> này là... 128 yên rồi hả em? À, rồi OK đứng đợi xíu nhá anh em chạy lên. Nhé. Okay. Khi chưa kịp sửa xong xe này thì những cuộc gọi đến vội vã nhờ sửa xe như thế đã quá quen thuộc với đội SOS Buôn Ma Thuột trong hơn 2 năm qua. Điều động mỗi ngày từ 19 giờ đến 24 giờ các thành viên trong đội SOS Buôn Ma Thuột lại tất bật với công việc sửa xe cho người dân mà chẳng cần thu phí. Đối với họ, những mệt mỏi và áp lực công việc vào ban ngày chẳng thể nào ngăn được sự nhiệt huyết của bản thân khi giúp đỡ người dân sửa xe. Anh Lê Nguyên Vũ, thành viên của đội SOS Buôn Ma Thuột, chia sẻ bản thân bán duyên với công việc này từ rất nhiều lần chứng kiến cảnh người dân gặp khó khăn khi xe bị hỏng anh Lê Nguyên Vũ, thành viên đội SOS Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nói. Ban đầu thì tụi em đi ra ngoài đường nhiều, á, đi đêm nhiều thì gặp nhiều cái trường hợp mấy cô mấy chú đi đêm thì hư xe dọc đường thì tụi em cũng có hỗ trợ nhưng mà thật sự thì hồi đó em không biết là buôn Ma mình có cái đơn vị nào hỗ trợ như tụi em hay không thì chỉ có cảm thấy là thấy có một mình mình thì hỗ trợ nó không có hết được á thì nghĩ mình gặp một người hai người chứ còn đâu đó cũng còn nhiều người nữa mà. Thì mình cứ thành lập cái đội ra để mình giúp được ai thì mình giúp thôi. Còn anh Trần Duy Phát, sinh viên năm nhất, cũng là thành viên của đội SOS Buôn Ma Thuột, đã tận dụng thời gian nghỉ ngơi ngoài việc học để cố gắng giúp đỡ cho những người dân không may bị hỏng xe dọc đường. Anh Trần Duy Phát, thành viên đội SOS Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nói Đây cũng là một cái đam mê giúp người của mình. Mình thấy mọi người đi đường à, bị lủng lốp vào ban đêm á, không có chỗ vá, dắt xe rất là mệt mỏi. Nên là mình phát hiện ra cái độ này tầm 2 năm trước nhưng mà lúc đó mình còn quá nhỏ để mình có thể đưa ra một cái quyết định nào đó. Cho đến khi năm 18 tuổi đủ rồi à, là em quyết định là tham gia nhập ạ. À. Ban đầu thì cảm thấy đi theo mấy anh á là có một cái cảm giác cũng có có nản nhưng mà sau khi giúp được rất người dân á thì họ cảm ơn mình thôi một lời cảm ơn thôi nhưng mà để khiến cái tâm mình nó muốn gắn bó với cái nghề này à, không bao giờ nản cũng được, bỏ cũng được. Anh Đoàn Nguyên Vĩ, chị Trần Thị Ánh Tuyết, anh Nguyễn Hoàng Hải là những người bị hỏng xe chia sẻ. Em cảm thấy rất là may mắn khi gặp được cái độ SOS ở Buôn Mê Thuột đó là một điều rất là hạnh phúc đối với em và cá nhân của mọi người. Đôi khi gặp được một trường hợp khó khăn, uh, khó khăn thì người ta bế tắc kiểu sửa xe uh, không có tìm sửa xe, người ta bất lực phải giác bộ về. Nhưng mà từ khi đội SOS, đó, là em đã biết đến ở trên đội SOS ở trên Facebook và được mọi người chia sẻ rất nhiều. Và hôm nay em bị bể lốt và em đã tìm đến đội SOS và gọi em rất là cảm ơn đội đã vì em đã gặp được đội đội giúp em như là lần đầu tiên là chị biết cái cái đội này hả cũng nhờ anh em là, này, là cũng mong muốn sau này là đội SOS giúp dân nhiều hơn và phát triển càng ngày càng mạnh hơn nữa cái dân đỡ khổ nhất thời đêm dù các thành viên trong đội SOS Buôn Ma Thuột luôn cố gắng hết sức mình và tự vận động kinh phí, nhưng vì số lượng xe hỏng khá nhiều nên đội cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Anh Đỗ Tuấn Anh, đội trưởng SOS Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết. Nếu trong dịp Tết từ 30 cho tới mùng năm là tụi em hoạt động cả ngày lẫn đêm thì trung bình là một ngày ít nhất là khoảng 60 ca đó là một ngày là cả sáng cả đêm 60 ca đấy thì nói chung là anh em chạy cũng hơi đuối <laughs> Anh Lê Nguyên Vũ, thành viên đội SOS Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ thêm Khó khăn nhiều nhất đó chính là những cái trường hợp ở xa tụi em hiện tại thì đội nó cũng còn ít người á nhiều ca ở xa anh em chia nhau chạy không kịp để mọi người phải đợi lâu á nếu như mà chạy ca xa thì còn nhiều ca gần bị trôi đi á cho nên là bây giờ thì cũng đang gặp khó khăn về vấn đề nhân sự trong dịp sống hối hả của thành phố những thành viên SOS Buôn Ma Thuột vẫn luôn túc trực hàng đêm chỉ để lan tỏa lòng nhiệt huyết của đội đến với người dân nơi đây. Hy vọng những hành động đẹp như thế này sẽ ngày càng lan tỏa hơn nữa để cuộc sống của chúng ta luôn đầy ắp những sự yêu thương. Và câu chuyện này cũng đã khép lại chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.